trên rừng tràm này. Miền Tây sông nước. Tuyến đường băng đoạn đường rất là đẹp đó, do đoàn mình chụp vài bức ảnh để làm cái đẹp đó, do hai anh chào mình ấy trước như mái nhà. Đoàn mình chụp ảnh di chuyển lên mũi tàu mình chụp rất là đẹp không? Rồi đẹp rồi. Đây là một đoàn. Đó quái đó, quái đó. Xin chào. Đoàn ta là ở đâu đến đấy ạ? Ở đâu đến đây em? Ở Quảng Ninh. À Quảng Ninh nào? Chúng tôi lại gặp một đoàn làm đến kinh tế ở vùng này. Ngày xưa kênh rạch này chính là nơi